Chào mừng 2022 cùng IELTS Spider với 3 chương trình nhận quà cực lớn. Thứ nhất, bom tấn Lộc Xuân 2022, thời gian từ mùng 6 tháng 1 đến 25 tháng 2. Khi đăng ký dự chỗ khóa học tại IELTS Spider trong thời gian này, các bạn sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng, có cơ hội nhận quà siêu giá trị bao gồm tủ lạnh, Apple Watch, AirPods, loa Bluetooth, gift set độc quyền từ IELTS Spider. Tri ân những thành viên của group IELTS Spider hỗ trợ học tập vì một năm qua đã luôn đồng hành cùng chúng mình. Từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 1, IELTS Spider chính thức mở link đăng ký cho các thành viên trong group IELTS Spider hỗ trợ học tập để nhận số may mắn theo thứ tự. 8 giờ tối ngày 24 tháng 1, livestream trên page và group IELTS Spider để nhận quà. Giải thưởng cho các con số may mắn, một học bổng 100% áp dụng cho khóa lẻ bất kỳ tại IELTS Spider, hai học bổng 50% áp dụng khóa lẻ bất kỳ, hai voucher trị giá 1 triệu đồng áp dụng cho khóa học bất kỳ và 5 cuốn sách IELTS Preparation Reading bản đẹp. Đặc biệt, 100% các bạn đăng ký chương trình Lucky Number sẽ được nhận chọn bộ PDF 12 cuốn sách IELTS cực chất để các bạn cày xuyên Tết. Chương trình thứ 3, Thảo Hổ Về Rừng Săn Lùng Quà Hot. Thời gian 6:30 tối từ ngày 24 tháng 1 đến 30 tháng 1 năm 2022 trên Facebook page IELTS Spider Junior. Mỗi ngày, ban tổ chức sẽ post một mini game và người chơi có 24 giờ để comment đáp án. Ban tổ chức sẽ quay số may mắn vào tối ngày hôm sau. Nếu may mắn, các bạn sẽ được nhận một trong các phần quà sau: một thẻ điện thoại trị giá 50.000 đồng, một khóa học IELTS Speaking Online trị giá 990.000, một sách IELTS Preparation Grammar bản đẹp. Vậy các bạn hãy nhớ follow page IELTS Spider, Chiến binh IELTS và IELTS Spider Junior để tham gia 3 chương trình nhận quà cực hấp dẫn này để chào mừng 2022 cùng chúng mình nhé! IELTS Spider, tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.